Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 3 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn đó là bài số 2 trang 98. Thì bài số 2 nói như thế nào, câu nào đúng, câu nào sai. Ví dụ câu A, O là trung điểm của đoạn AB. Để xác định O là trung điểm của đoạn AB, thứ nhất O phải là điểm nằm điểm ở giữa, được chưa ạ? À? Điểm ở giữa thì các bạn đưa cái thước vào, muốn muốn điểm O là điểm ở giữa AB thì ba điểm đó thứ nhất phải thẳng hàng, đưa cái thước vào cái đoạn AB rồi đây, và xác định điểm O như thế nào so với đoạn so với AB à, rồi đưa như vậy để cho các bạn thấy nha, đó A O B, được chưa? Ba điểm này thẳng hàng chưa ạ? À? Để chứng minh một điểm nằm là trung điểm của đoạn, trung điểm của một đoạn AB, trung điểm của một đoạn thì xác định thứ nhất A O B thẳng hàng, tại vì nó cùng nằm trên một cây cây thước. Thứ hai, điểm O phải nằm giữa A và B. Muốn biết các bạn chỉ cần viết theo thứ tự từ trái sang phải A O B. Vậy điểm O có nằm giữa không ạ? À? Điểm O tách điểm A và điểm B ra hai phía, và điểm O là điểm nằm nằm giữa. Thứ hai, thứ ba chứ, thứ ba là bạn phải có đoạn AO bằng OB. AO đây, AO 2 cm, OB 2 cm. Vậy cho thấy rằng điểm O chính là điểm là trung điểm của đoạn AB. Được chưa ạ? À? Rồi, mình sẽ giải thêm một cái câu câu B nữa các bạn. Rồi câu C và câu câu C, câu D và câu E thì các bạn tự tự giải nha. Rồi, B, M có phải là trung điểm của đoạn CD hay không? Để chứng minh một điểm là trung điểm của đoạn thẳng, các bạn phải cần ba bước. Bước thứ nhất, xác định ba điểm này có cùng nằm trên đường thẳng hay không. Được chưa ạ? Muốn biết M là trung điểm của đoạn CD thì các bạn đưa cái thước vô đoạn CD. Rồi xem cái điểm M có nằm trên đoạn đó không ạ? Điểm M nằm nằm trên đoạn không ạ? Không. Vậy nó đã phạm một yếu tố. Được chưa ạ? Phạm một yếu tố rồi. Vậy cái điểm M này không phải là trung điểm của đoạn CG. Được chưa ạ? À? Thôi, mình sẽ làm thêm câu C nữa nha các bạn. H là trung điểm của đoạn EG đúng không? H có phải là trung điểm của EG hay không? Thứ nhất, ba điểm này có thẳng hàng không ạ? Muốn thẳng hàng đưa cái thước vô EG. Rồi, điểm H có nằm trên cái đường được cái thước không ạ? À? Có. Được chưa? Thỏa mãn một yếu tố. Thứ hai, điểm H có nằm giữa hay không? Muốn biết nằm giữa thì các bạn cộng từ trái sang phải EHG. EHG, điểm H có chia điểm E và điểm G ra hai phía không ạ? À? Có. Vậy là điểm H là điểm giữa. Điểm giữa, được chưa ạ? À? Tiếp, đoạn EH và HG có bằng nhau không ạ? À? Đoạn EH là 2, đoạn HG bằng bằng 3. Vậy hai cái đoạn này không bằng nhau. Vậy nó phạm vào cái điều số 3. Nên H không phải là trung điểm của đoạn EG. Được chưa ạ? Không phải là trung điểm của đoạn EG. Tiếp, bài D. M là điểm ở giữa hai điểm C và D. Muốn biết M là điểm ở giữa của C và D, các bạn phải thỏa mãn hai yếu tố. Thứ nhất, thẳng hàng. Xem coi C, MD có thẳng hàng không? Không. Vậy là câu D sai. Được chưa? Xem coi, mình chỉ cần biết nó sai một yếu tố là sai rồi các bạn. Mình nói thêm yếu tố thứ hai để cho các bạn dễ hình dung. Rồi, xem coi. Đã phạm cái điều thứ nhất rồi, là cái điều thứ hai không đúng nữa là được, được chưa ạ? Đó. Câu E, H có phải là điểm giữa E và G hay không? Rồi, thứ nhất để là điểm ở giữa của hai điểm thì thứ nhất phải thẳng hàng, cùng nằm trên cái thước chưa ạ? À? Cùng nằm trên cái thước EHG, cùng nằm trên cái thước. Thứ hai là nó nằm giữa chưa? Nằm giữa thì rất đơn giản, đọc lên từ trái sang phải nè, EHG. Vậy E viết ra EHG, và điểm H chia điểm E và điểm G ra hai phía, vậy suy ra nó là điểm ở giữa của hai điểm E và G. Được chưa ạ? À? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn còn vướng mắc gì thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Bye bye.